Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay. Sau đây là bản tin. Nhiều tỉnh hỗ trợ Cần Thơ chữa cháy tòa nhà công ty may. Đến 15 giờ, bị lửa vẫn bao trùm tòa nhà 5 tầng tại khu công nghiệp Trà Nóc. Lực lượng chữa cháy tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang được huy động hỗ trợ Cần Thơ dập lửa. Khoảng 9 giờ, lửa được cho bốc lên từ kho vải tại tầng 5 tòa nhà của công ty Quang Lung Medco chuyên về may mặc thuộc khu công nghiệp Trà Nóc. Hàng trăm công nhân tháo chạy ra ngoài, thấy cháy nổ điện. Tôi và ba công nhân khác cầm bình chữa cháy đến chữa, nhưng lửa nhanh chóng lan rộng không thể dập được. Mọi người hô hoán cùng chạy xuống đất. Anh Trần Văn An, công nhân làm công ty 9 năm kể, hơn 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ cùng hàng chục xe cứu hỏa chuyên dụng đến dập lửa, chia nhiều mũi khống chế không cho đám cháy lan sang các khu vực lân cận. 12 giờ cùng ngày, khói đen vẫn bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả tòa nhà. Sau khoảng 3 km vẫn nhìn thấy, các xe cứu hỏa liên tục lấy nước và tiếp viện. Xe cứu thương cũng được huy động đến hiện trường đề phòng có người bị tai nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết đã yêu cầu lực lượng quân khu 9 chi viện hỗ trợ thêm phương tiện đến phối hợp chữa cháy. Đến 13 giờ, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Thủy cho biết hiện không có thương vong, song đám cháy vẫn đang tiếp diễn dữ dội. Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực phun nước từ trên cao dập đám cháy. Ông Tuấn nói, 13 giờ 30 có mặt tại hiện trường, ông Lai, quốc tịch Đài Loan, tổng giám đốc công ty cho biết toàn bộ hàng hóa trong xưởng đã bị cháy nhưng chưa thể ước tính được thiệt hại. Khi vào bên trong, tôi thấy mọi thứ hư hại hết, ông nói. 13 giờ, biển lửa vẫn bao trùm tòa nhà, nhiều bức tường có nguy cơ sụp đổ. Lực lượng chữa cháy phải hút nước từ sông Hậu, cách đó vài trăm mét để dập lửa. Xe chữa cháy của công ty xăng dầu trên địa bàn cũng được huy động. Ngoài ra, chúng tôi đang nhờ lực lượng chữa cháy của các tỉnh lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang sang hỗ trợ. Đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết, công ty Quang Lung Medco chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lông vũ kết hợp với may mặc. Nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2 với hơn 1.300 công nhân đóng tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 15 km. Thông tin tiếp tục cập nhật. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Hãy nhớ like và share hoặc subscribe để không bỏ lỡ qua các video nào trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.